Vâng, quý vị thân mến, phụ nữ đôi khi có xu hướng giãi bày để được chia sẻ cùng ai đó những cảm xúc không vui mà họ phải trải qua. Cũng có đôi khi họ tìm cách giấu nhẹm đi, cất chúng gọn gàng vào một ngăn tủ tưởng tượng rồi khóa kín lại. Sau đó lại mang trên mình cái mặt nạ vui vẻ, biết mỉm cười. Và khi những ký ức trở thành một phần của cuộc đời, người ta không thể nào cười mãi cho cùng một câu chuyện vui, nhưng lại sẵn lòng khóc cho rất nhiều, cho cùng một nỗi đau nào đấy. Hóa ra nỗi buồn có xu hướng bám rễ vào tận sâu trong tâm hồn mỗi người, mãnh liệt hơn là bạn vẫn tưởng. Nhưng mà rõ ràng cuộc đời này rất lạ. Có những người phụ nữ dường như chai sạn trước những biến cố của đời người. Không có một nỗi đau nào, không có sự bất công nào có thể đánh gục họ. Họ thản nhiên đến lạ thường. Câu hỏi đặt ra vì sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ hôm nay của Góc Nhìn Việt nhé. Hai kiểu phụ nữ, dù bất công đến đâu, cũng không rơi nước mắt. Thứ nhất, phụ nữ quá mạnh mẽ. Có người từng nói, làm phụ nữ đừng mạnh mẽ quá. Phụ nữ mạnh mẽ quá thì thường khó có được hạnh phúc của mình. Đàn ông đa phần không thích phụ nữ mạnh mẽ quá đâu. Bởi cho dù địa vị nào cũng đều giống nhau, đàn ông luôn thích cái cảm giác được che chở cho người phụ nữ của mình. Luôn thích cái cảm giác người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối dựa vào mình. Nhưng đàn ông thì sẽ không hề hiểu một điều. Phụ nữ mạnh mẽ không phải là bản năng vốn có của họ. Đó chẳng qua chỉ là một sự lựa chọn. Và nếu không lựa chọn để trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, có lẽ họ sẽ gục ngã trước khi có được hạnh phúc của riêng mình. Phụ nữ lựa chọn sống mạnh mẽ, mỗi lần trải qua những cú vấp ngã đau điếng trong đời, khóc than một hồi, rồi cũng sẽ lại bình thản mà tự lau nước mắt cho mình. Bởi phụ nữ mạnh mẽ hiểu, không có gì trên đời này là mãi mãi, ngay cả đau lòng hay tổn thương cỡ nào, rồi cũng sẽ qua mà thôi. Trong lúc đau buồn nhất, sẽ chẳng có ai cứu được mình ngoài chính mình. Phụ nữ mạnh mẽ ngày nay có một phương châm sống như thế này. Cho dù đêm qua có khóc một mình ướt gối, nhưng sáng hôm sau vẫn thức dậy, xinh đẹp, rạng rỡ bước ra bên ngoài. Vì dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn còn phải mưu sinh, vẫn còn phải gánh vác cả cuộc đời để sống. Phụ nữ đừng sợ rằng nếu mình quá mạnh mẽ thì sẽ luôn cô đơn. Bởi vì đôi khi cô đơn cũng là một trải nghiệm quý giá trong hành trình trưởng thành của người phụ nữ. Muốn trở thành một người hạnh phúc thì phụ nữ phải học được cách để trở thành người phụ nữ mạnh mẽ trước tiên. Đa phần những người phụ nữ gắn mác là mạnh mẽ thì sẽ lựa chọn không biểu lộ sự đau khổ dưới bên ngoài. Người khác không thấy được, nên mặc định cho họ là mạnh mẽ và không biết đau khổ. Nhưng có lẽ bạn sẽ không thấy một cô gái khóc, không có nghĩa là cô ấy không bao giờ khóc. Thứ hai là phụ nữ đã gặp quá nhiều tổn thương. Trong quãng thời gian tuổi trẻ, thứ đàn ông giỏi nhất có lẽ là vô tâm với người phụ nữ họ yêu. Còn thứ đàn bà giỏi nhất trong tình yêu chính là việc lặng lẽ chịu đựng những tổn thương mà đàn ông mang lại. Kỳ lạ là đàn ông thường coi những điều đó là hiển nhiên, còn đàn bà thì thở dài chờ đợi một ngày đàn ông hồi tâm chuyển ý. Thực sự sức chịu đựng của đàn bà kỳ thực khiến nhiều người phải khâm phục. Họ có thể bao dung đàn ông bằng tất cả cái trái tim mình và khờ dại đến mức chỉ cần anh ta nói yêu, họ nguyện cho đi tất cả. Có những người con gái còn trẻ dại, thậm chí bỏ mặc mọi lời khuyên, chấp nhận rời bỏ gia đình để đến với tình yêu mà họ mong muốn. Họ chấp nhận tất cả mọi khổ sở, chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh người họ yêu. Đến khi tình yêu chấm dứt, họ lại chẳng thể tìm thấy một con đường lùi. Tôi có một người bạn. Ngày xưa, chị ấy là một người phụ nữ yếu đuối, luôn muốn có một người ở bên chăm sóc chở che. Chị ấy sợ cô đơn và luôn lấp đầy điều đó bằng việc yêu và kết hôn với một người. Nhưng rồi chị bị phản bội bởi người mà mình đã dốc cạn tâm trí để yêu. Người đó nói không còn đủ sức để có thể bảo vệ mãi chị, và anh ta thì lại muốn giải thoát cho mình. Anh ấy qua lại với một người phụ nữ lớn tuổi hơn, có địa vị cao trong xã hội. Chợt nhìn lại, chị chẳng có gì ngoài trái tim yêu anh ta. Nhưng rồi cũng vực dậy được và trở nên kiên cường hơn. Chị đã bắt đầu
lao vào tìm kiếm, cho mình nhiều cơ hội để thăng chức, còn học thêm vào ban đêm. Ngày đi làm chăm con, tối lại đi học. Mệt mỏi, xuống tinh thần, nhưng khi nghĩ đến người đàn bà của anh, chị trở nên mạnh mẽ hơn. Chị phải cho anh biết, không phải phụ nữ nào cũng muốn yếu đuối, chẳng qua là họ tôn trọng người đàn ông bên cạnh mà thôi. Nếu anh muốn nhìn thấy một người mạnh mẽ, chị sẽ cho anh ấy biết chị cũng dư sức làm được chuyện đấy. Sau một thời gian, chị tự tin hơn trong giao tiếp, công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Thấy chị giỏi giang, lại cố gắng chăm chỉ, cấp trên giao cho chị nhiều dự án hơn. Và cũng chính lúc ấy, chính chị là người đệ đơn ly hôn. Chị muốn chấm dứt hoàn toàn với người đàn ông tệ bạc, chứ không còn dùng rằng níu kéo như xưa. Bây giờ có đủ tài chính trong tay, chị muốn chính chị là người phải bỏ rơi anh ta. Chị muốn cho anh ta biết giá trị của mình như thế nào. Chị không đơn giản là một người suốt ngày ở nhà ăn bám chồng, sống bám vào tình yêu dư thừa của anh. Ly hôn, chị được quyền nuôi con. Mẹ con chị sống dựa vào nhau suốt thời gian qua. Anh thì chạy theo người phụ nữ kia. Lâu lâu anh tìm đến chị mong muốn quay lại. Anh nói cuộc sống của mình không thực sự hạnh phúc khi không có chị và con. Đổi lại sự thành khẩn của anh ta là nụ cười rừng rưng của chị. Chị không đồng ý để một người làm tổn thương mình đến hai lần. Và lại chị thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống không có anh ta. Ai cũng nói chị ta mạnh mẽ, nhưng họ lại không biết thời gian qua chị đã phải trải qua những điều gì. Ai cũng hâm mộ chị kiên cường, có thể làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng không một ai biết lòng chị cũng đầy sóng gió. Ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng nội tâm bên trong đầy phong ba bão táp. Nhiều lần muốn tha thứ cho anh, nhưng chị không muốn trở lại với hình ảnh của người phụ nữ yếu đuối trước kia. Vì thế, chị đành chọn cách mạnh mẽ. Nhiều lần thấy con quấn quýt bên bố, chị nghĩ có nên quay lại hay không. Nhưng rồi, nghĩ đến người phụ nữ kia, chị lại cương quyết buông bỏ. Thông thường phụ nữ mạnh mẽ sẽ nhiều nước mắt hơn một người bình thường. Chẳng qua là nước mắt của họ chảy ngược, không ai thấy được mà thôi. Có khi đánh đổi cả thanh xuân nước mắt và máu để có được danh xưng là đàn bà kiên cường. Khi sinh ra, bạn không có quyền được chọn cho mình cuộc sống như thế nào. Chỉ khi qua sóng gió, khi đứng giữa ngã ba đường, bạn mới biết được nên chọn cho mình một danh xưng như thế nào cho phù hợp. Thế nên, với phụ nữ, có những lúc yếu đuối chẳng thể nào cưỡng lại được. Vậy thì yếu mềm hết hôm nay thôi, mai lại mạnh mẽ bước tiếp. Bởi cuộc đời này, người càng yếu đuối càng bị người khác chà đạp. Thế nên mạnh mẽ được thì cứ mạnh mẽ, kiên cường được thì cứ kiên cường. Trong đường đời dài đằng đẵng, đàn ông nhất định sẽ gặp rất nhiều người phụ nữ, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm trái tim anh ta xao động đâu. Đa số là bèo nước gặp nhau rồi phận ai nấy trôi. Tuy nhiên thì có một kiểu người phụ nữ sẽ gần như là dằm trong tim đối với đàn ông, khiến họ luôn đau đáu, nhớ thương mãi, muốn quên mà không tài nào quên được. Và kiểu người này có một cái dạng khí chất rất đặc biệt và rõ ràng, khiến họ như là phượng giữa bầy gà, và dễ dàng có được sự mến mộ của rất nhiều người đàn ông. Và nếu để ý kỹ, sớm muộn bạn cũng sẽ hiểu được, người phụ nữ thực sự có thể tìm một chỗ đứng trong tim người đàn ông chưa bao giờ là kẻ chỉ có cái mã ngoài xinh đẹp đâu. Các cụ có câu nhan sắc dễ phai, chỉ có khí chất được rèn luyện và bồi đắp qua năm tháng thì mới là rượu nồng làm say đắm cái kẻ nghiện. Vậy thì những đặc điểm đó là gì mà thần thánh quá vậy? Hãy cùng đối chiếu xem bạn có những điều này hay không nhé. 1. Thân hình nhỏ nhắn. Đàn ông 99,9% đều có cái tâm lý muốn được che chở, yêu thương người phụ nữ của mình. Đó là lý do giải thích vì sao họ khó cầm lòng trước những người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, lanh lợi và hoạt bát. Thường thì đàn ông thích kiểu phụ nữ có vóc dáng nuột nà, ba vòng đạt chuẩn. Nhưng với kiểu phụ nữ nhỏ nhắn dễ thương thì thường chinh phục đàn ông hơn là kiểu phụ nữ có thân hình bốc lửa. Các cô gái chân dài thường rất tự tin, nhưng sự tự tin ấy lại thường đi kèm với niềm kiêu hãnh mà đôi khi bao gồm cả cái tính kiêu căng. Đàn ông thành đạt giàu có luôn có một cái tôi rất lớn, vì vậy đi bên vợ chân dài sẽ khiến họ cảm thấy đôi lúc bị yếu thế.
Bên cạnh lời khen dứt khoát, vợ anh đúng chuẩn chân dài đấy, thì đôi khi cũng xen lẫn những lời bàn tán mỉa mai. Bây giờ thằng cha này đứng chưa qua đâu bà vợ. Do đó, lấy vợ chân ngắn một chút, có khi là sự lựa chọn an toàn. Có một người đàn ông nọ là doanh nhân giỏi giang giàu có, lại có thêm một cái mã đẹp trai vô cùng. Anh ta chắc chắn là mục tiêu săn đuổi của rất nhiều cô gái. Trước khi lấy vợ, anh cũng từng có một vài mối tình với vài cô, mà cô nào cũng xinh đẹp, sành điệu. Ai nghĩ người anh lấy sẽ lấy làm vợ chắc chắn phải là một cô chân dài như thế, và cũng chỉ có họ mới xứng đôi với anh. Thế nhưng, ngày anh đưa người yêu về ra mắt, cả nhà anh được một phen thất vọng tràn trề. Không phải là chị kém cỏi hơn người khác, mà là so với anh, thì chị quá lệch đũa, thậm chí là bình thường. Không thuộc top những cô gái xinh đẹp như những người anh đã từng yêu, mà lại trông rất bình thường, nếu không muốn nói là hơi xấu. Không váy vóc luột là, mà chỉ ăn mặc quần áo sơ mi quần jean vô cùng đơn giản. Không dùng điện thoại thời trang, đồ trang sức đắt tiền gì cả. Mà so với những cô gái từng đến với anh, đúng là chị thật, quê một cục. Từ ngoài nhìn vào thì ai cũng nói rằng chị và anh như là đôi đũa lệch. Cả nhà anh tất nhiên đều phản đối anh lấy chị. Tuy nhiên thì đám cưới vẫn diễn ra như đã định. Những ngày đầu làm dâu, chị phải chịu rất nhiều áp lực từ phía nhà chồng. Vốn không ủng hộ đám cưới nên cả nhà đều xét nét, không lấy gì làm vui vẻ với sự có mặt của cô dâu cả. Những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hay chị dâu em chồng vốn đã được coi là đau đầu thì nó lại càng căng thẳng hơn. Thế nhưng vượt qua những điều đấy, bằng tấm lòng chân thành và sự đảm đang hiền dịu của mình, chị đã dần khiến gia đình anh thay đổi thái độ và suy nghĩ về mình. Với mẹ chồng thì chị rất ngoan ngoãn lễ phép và quan tâm đến bà, dù bà có mắng mỏ hay chê trách điều gì. Khi làm điều gì to tát, chị luôn hỏi ý kiến của bà. Điều này khiến bà thấy mình trở nên thật quan trọng. Sau bữa cơm tối hoặc khi đã dọn dẹp nhà cửa xong, chị lại ngồi xem tivi cùng với bà và trò chuyện với bà một lúc, chứ không về phòng ngay với chồng. Người già có người nói chuyện và nghe mình nói thì thích quá còn gì. Lại có một lần em chồng bị tai nạn xe máy. Không may khi ấy chồng lại đi công tác ở Singapore, bố mẹ chồng lại đi du lịch chưa về kịp. Suốt 2 tuần liền nằm viện, lại bị bó bột ở chân, thì chị dâu lại là người duy nhất chăm sóc ăn uống vệ sinh cho cô em gái của chồng. Nhìn chị vất vả lo cho mình, thì cô em gái lại không thể ghét được chị nữa. Chuyện đàn ông xa vợ đi cặp bồ có thể là khá phổ biến. Với một người đàn ông thành đạt giàu có như anh, thì cái chuyện có vài ba chân dài cũng là bình thường. Ấy thế mà anh không hề có cái chuyện trăng hoa sau lưng vợ. Bằng tài nấu ăn, sự tinh tế, biết cảm thông và chia sẻ, chị không những trói được chồng mình mà quả thật, càng ngày chị càng chiếm được cảm tình của gia đình anh và những người xung quanh. Giờ đây thì chắc các bạn đã hiểu tại sao một anh chàng đại gia lại chọn một cô gái chân ngắn làm vợ, chứ không phải là những cô chân dài mỹ miều, dù chị ấy không hề xinh đẹp. Một ông chồng đại gia thường tham lam theo cái nghĩa là anh ấy muốn nắm mọi chuyện thuộc về mình, kể cả việc ôm trọn vẹn vợ vào lòng, để cảm giác mình là ông chồng quyền lực và vững chãi. Hơn nữa, người vợ nhỏ bé khéo léo vun vén mọi chuyện chu đáo, khiêm tốn dịu dàng, lại càng khiến chồng say như điếu đổ. Không phải là tôi đánh đồng phụ nữ chân dài lăng nhăng, nhưng mà thực tế con gái đẹp tính trăng hoa hơn những cô con gái chân ngắn. Vì chân dài thì dễ được đàn ông chú ý, và chính họ ý thức là mình không ế nên rất dễ chạy theo cái mới, thậm chí là thay lòng đổi dạ. Mà ấy, các đại gia sẽ không thích mang tai tiếng vì điều đấy, bởi nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Một cái mối quan hệ an toàn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các anh trong việc tìm kiếm nửa kia của mình. Bởi thế nên phụ nữ lấm lùn cũng đừng tự ti về thân hình của mình, mà hãy trân trọng và nâng niu, quý trọng nó. Thứ hai, cái tôi nhỏ. Đàn ông cực kỳ sợ kiểu phụ nữ có cái tôi quá lớn, lúc nào cũng cho rằng mình đúng và không chịu sửa. Kiểu phụ nữ này dù xinh đẹp tài giỏi đến mấy mà bản thân sống ích kỷ thì cũng chẳng có người đàn ông nào muốn yêu và tiến tới đâu. Sự thành đạt của người phụ nữ chỉ trọn vẹn khi họ vừa thành công trong xã hội, vừa tạo dựng được hạnh phúc gia đình. Mà nếu chỉ vì cái tôi quá lớn mà hy sinh hạnh phúc gia đình thì liệu sự thành đạt ấy có còn ý nghĩa gì không? Cần phải khẳng định một điều, cho dù xã hội có phát triển đến đâu thì phụ nữ vẫn phải là phụ nữ. Dù có tài đến đâu thì phụ nữ cũng không thể thay thế đàn ông. Nam nữ bình đẳng hoàn toàn không có nghĩa là cao bằng mọi thứ, và người phụ nữ có quyền đánh mất nữ tính hoặc lấn át chồng.
đàn ông luôn có cái sự tự tôn rất cao. Và tất nhiên, anh ấy không hề muốn những người phụ nữ mình yêu chuyện gì cũng lấn ướt mình. Là người phụ nữ khôn ngoan, cần phải biết khéo léo để không những nhiệt tình mà cũng không để người đàn ông của mình cảm thấy bị xúc phạm. Hãy để ý cái tôi nhỏ ở đây không phải là bạn nhường nhịn anh ấy, mà quan trọng là bạn biết kiềm chế cảm xúc. Đừng lúc nào cũng bắt đàn ông chiều chuộng, còn bản thân lại vô tâm. 3. Trái tim nhỏ. Phụ nữ sợ đàn ông bội bạc thì đàn ông cũng lo lắng phụ nữ không chung thủy. Đứng trước một người có nhiều vệ tinh theo đuổi thì đàn ông chẳng còn muốn theo đuổi, bởi lúc này anh sẽ cảm thấy tự ti. Họ không muốn chạy theo một mối tình mà mình không phải là sự lựa chọn duy nhất của đối phương. Những người con gái đa tình lẳng lơ sẽ khiến người đàn ông cảm thấy khó có thể tin tưởng và cũng không muốn gắn bó lâu dài. Họ có thể sẽ buông lời tán tỉnh chàng trai khác, thậm chí là lên giường với họ, nhưng lại không muốn chung sống lâu dài. Trong sâu thẳm tâm tư của đấng mày râu, có lẽ họ còn cảm thấy coi thường mẫu phụ nữ như vậy và cũng không muốn chung sống lâu dài. Họ cảm thấy không thể nào xây dựng tổ ấm với một người phụ nữ lẳng lơ, có thể có nguy cơ làm đổ vỡ gia đình bất cứ lúc nào. Đó cũng là câu chuyện rất oái oăm của gia đình anh Thắng và người vợ lăng loàn của mình. Hai người cưới nhau được 10 năm, có với nhau 3 mặt con. Thắng thì làm nghề xây dựng, còn Thủy vợ Thắng thì do học hành ít, chỉ tốt nghiệp hết cấp 2. Kể từ ngày lấy chồng, chị chỉ ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng và sinh con. 3 đứa con ra đời nên thân hình Thủy không còn thon gọn như thời con gái. Sau khi đứa thứ 3 lên lớp 1, Thủy xin đi làm công nhân cho một xưởng làm chổi quét sơn. Nói là đi làm nhưng Thủy không phải lo cơm áo gạo tiền vì chồng là người làm ra tiền. Mỗi tháng đều gửi lương về nhà để vợ chăm con và bố mẹ chồng. Đi làm ở đây không lâu, Thủy bắt đầu quen với một người đàn ông làm chủ một chuỗi trường mầm non. Kể từ ngày ấy, Thủy chảnh màng việc nhà cũng không tập trung trong công việc tại xưởng. Nhiều hôm thì Thủy nói dối chủ xưởng là nhà có việc để mà đi cặp kè với người đàn ông kia. Anh Thắng thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà nên không thể phát hiện ra điều khác biệt ở vợ mình. Dần ra thì cuộc sống của họ cứ trôi qua như vậy. Vào một ngày nọ, Thủy vô tình gặp lại một người đàn ông, người mà suốt thời gian con gái cô thầm thương trộm nhớ. Sau khi trò chuyện thì họ bắt đầu liên lạc với nhau qua điện thoại. Chuyện gì đến cũng đến. Lúc đầu thì hẹn nhau ở quán cà phê, dần dà thì chuyển qua hẹn ở nhà nghỉ. Những cuộc hẹn cứ dày thêm khiến cô mụ mị quên hết cuộc sống thực tại của mình, lao vào mối quan hệ lầm lạc với hai người đàn ông mà không biết đến hậu quả. Một lần đứa con trai út của Thủy bị ốm, phải nằm điều trị tại bệnh viện E Hà Nội. Thủy thông tin liên lạc với người tình thông báo sự việc. Sự vô tình đến trớ trêu, hai người đàn ông là bồ cô đều chạm trán nhau ngay tại giường bệnh của con Thủy. Hôm đấy thì anh Thắng đi công tác, thấy nóng lòng nên quay về nhà giữa chừng. Nghe bố mẹ nói đến cậu con út phải nằm viện, hộc tốc, anh chạy vào viện. Lúc này thì hai người tình của Thủy vẫn chưa rời đi. Qua vài câu thăm hỏi, hai người bạn lạ, anh Thắng cảm nhận có điều gì không ổn nên đã ngầm theo dõi mối quan hệ này. Sau một tháng để ý nhưng không có biểu hiện gì lạ, nhưng bản năng của người đàn ông cho thấy vợ anh đang có điều gì nói dối mình. Vậy là anh liền thuê người theo dõi liên lạc và các mối quan hệ của vợ. Từ những tin nhắn, những cuộc hẹn tại nhà nghỉ khiến anh choáng váng về người đàn bà mình đầu gối tay ấp bấy lâu nay. Thì ra, suốt mấy năm nay vợ anh đã cặp kè với một người đàn ông. 2 năm trở lại đây lại cặp kè thêm với một người đàn ông nữa. 3 kẻ gian phu dâm phụ, anh Thắng tìm đến gia đình hai người đàn ông kia. Buồn thay, vợ hai người đàn ông đều là những người làm nhà giáo. Họ chuẩn mực đạo đức bao nhiêu thì chồng của họ lại hèn mặt bấy nhiêu. Quá đau đớn trước sự thật phũ phàng, không còn muốn nhìn thấy vợ lần nữa, anh Thắng yêu cầu Thủy phải ký đơn ly dị và tự dọn về nhà mẹ đẻ sống. Vì một người đàn bà khiến 3 gia đình tan nát, 7 đứa trẻ bỗng khuyết đi cái tình yêu thương. Câu chuyện vừa rồi cũng là câu trả lời xác đáng cho những câu hỏi vì sao đàn ông nhiều người chỉ mong muốn yêu một cô gái không quá nổi bật hay xuất sắc, nhưng có một trái tim nhỏ, vừa đủ chỗ cho tình yêu của họ. Bởi chỉ có người phụ nữ chung thủy mới có thể ở bên họ đến cuối đời. Và cuối cùng, tham vọng nhỏ. Phụ nữ ai chẳng nuôi tham vọng mình có tất cả trong tay mọi thứ, từ nhan sắc, tiền bạc, công danh, hạnh phúc. Ngày còn thơ bé, bạn nghe đi nghe lại câu chuyện cổ tích mụ phù thủy nhan sắc mỹ miều
có phép thuật, lại còn được làm vợ kế của nhà vua. Ấy vậy mà chỉ vì muốn mình xinh đẹp trên tất thảy mọi người, bà ta tìm mọi cách sát hại đứa con gái riêng của chồng để chiếm lĩnh ngôi vị nữ hoàng nhan sắc. Sau bao lần ra tay độc ác vì cái tham vọng ấy, bà đã bị các con của chồng hợp sức báo thù, đuổi cô khỏi hoàng cung, bị người đời nguyền rủa mà đánh mất tất cả. Câu chuyện không chỉ để thỏa lòng hiếu kỳ của con trẻ, mà còn ẩn chứa bài học sâu sắc, khuyên người ta lớn lên đừng quá tham vọng, kẻo phải chuốc lấy tai họa phiền não. Phụ nữ có tham vọng, coi trọng sự nghiệp cũng tốt, nhưng vượt cùng đủ ngưỡng để rồi bản thân phải cô đơn, buồn khổ về sau thì lại không đáng. Cứ tưởng tượng về già, ôm một đống tiền tiêu không hết nhưng bên cạnh không lấy một người đàn ông nào, hoặc một người con, một người bạn thân để chia sẻ, tâm sự, thì bất hạnh đến nhường nào. Đó là chưa kể tham vọng quá lớn, khiến người phụ nữ đánh mất bản chất đáng yêu vốn có, dễ sa chân vào con đường tội lỗi, lãnh cái kết đắng. Biết bao nhiêu cô nghiệp mẫu hoa hậu, rồi thì chỉ vì tham vọng, rồi muốn giàu có, kiếm nhiều tiền trong chốc lát mà dính vào những đường dây tham vọng, để rồi lại mất hết tất cả thôi. Người xưa có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Một tổ ấm thiếu đôi bàn tay chăm sóc của người vợ thì chẳng thể nào trọn vẹn được. Vâng quý vị, có câu tham vọng là cái hố không đáy làm kiệt sức con người ta trong cái nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn. Đúng thế, tham vọng nếu không có chừng mực sẽ khiến bản thân thay tính đổi nét theo cái hướng tiêu cực, tự mình kiệt sức, tự đem đến cái kết bất hạnh cho cuộc đời này. Và để rồi sau cuối khi mà nhận ra đâu là những thứ cần nhất, hợp nhất với mình thì nó đã không còn nữa, bởi do chính tay mình tự rời bỏ đi. Một người phụ nữ dù có làm ông to bà lớn ngoài xã hội thì khi quay trở về nhà họ vẫn là người mẹ, người vợ. Chỉ khi hiểu được cái thiên chức ấy, phụ nữ mới có thể dung hòa được gia đình và sự nghiệp để có được một cuộc sống bình an. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Bí mật của chồng tôi. Sau tiết dạy buổi sáng, tôi tranh thủ chạy sang nhà mẹ cách mấy khu phố để đón con gái. Hàng ngày tôi thức dậy từ lúc 5 giờ 30 phút sáng, chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho con, rửa mặt mũi, thay quần áo sạch sẽ cho bé Tú, rồi chở con sang nhà bà ngoại gửi. Năm nay Tú đã 3 tuổi, đáng nhẽ có thể đi học rồi. Nhưng bà ngoại vẫn thương cháu hay đau ốm liên miên, nên vẫn không muốn gửi cháu đi nhà trẻ. Cực chẳng đã, tôi lại phải thường xuyên chở con đi đi về về giữa hai nhà. Nhưng hôm nào muộn quá, không kịp về nấu cơm, thì tôi ở hẳn nhà mẹ. Chồng tôi làm kỹ sư ở nhà máy cơ khí trong khu công nghiệp, thường xuyên tăng ca, thường chỉ có hai mẹ con lủi thủi với nhau. Nhà chồng tôi không nhận cháu, nên tôi và Thiện chưa làm đám cưới, mà chỉ đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con thôi. Trước khi gặp tôi, nhà Thiện từng hứa hôn với con gái một người bạn rất thân với ba Thiện. Tôi cũng chẳng rõ gia đình của cô gái kia như thế nào mà khiến cho ba mẹ Thiện nhất mực muốn anh kết hôn với cô ta, cấm cản Thiện đến với tôi. Dù tôi là người có ăn có học, gia cảnh tuy không giàu có nhưng cũng được xem là khá giả trong vùng. Tôi thì mặt mũi ngoại hình cũng trắng trẻo ưa nhìn. Tôi rẽ vào con hẻm nhỏ, nhìn thấy cổng hoa giấy quen thuộc thì biết đã đến nhà mình. Từ đằng xa tôi nghe thấy tiếng cười nói xôn xao, tiếng trẻ con ríu rít. Tôi chạy xe thẳng vào sân. Cái cổng rào đang mở rộng, chứng tỏ nhà mẹ tôi đang có khách. Bình thường cửa lúc nào cũng đóng im ỉm cả. Và tôi kinh ngạc khi nhìn thấy Thiện đang ngồi ở bộ bàn ghế gỗ dưới tán cây khế râm mát, đang ngắm em Tú trên tay. Mỗi lần giơ lên cao, con bé lại thích thú cười ngặt nghẽo. Thiện, anh về từ lúc nào? Sao không báo em một tiếng? Thấy tôi có vẻ giận, Thiện cười già là. Anh vừa mới xin nghỉ phép về mấy ngày, tranh thủ về ngay, còn chưa kịp báo với em. Tôi ngạc nhiên, vừa dựng xe sát vào hàng hiên vừa hỏi chồng. Sao đột nhiên anh lại nghỉ phép? Có chuyện gì sao? Tôi biết công việc của Thiện rất bận, mỗi lần xin phép đều rất khó khăn. Mà nếu không có việc gì cần kíp, Thiện sẽ không bao giờ chủ động xin nghỉ gấp. Thiện đặt Tú lên đùi, để con tựa vào lòng mình, xoa cái mớ tóc rối lộn xộn của con bé. Cũng có việc thật, để lát nữa anh
nói rõ hơn với em. Mẹ tôi từ phía sau bếp thong thả đi ra gọi lớn. Cúc về rồi hả con? Hai đứa mau vào ăn cơm đi. Thiện đứng lên, kéo tay tôi còn đang đứng tần gần ra đó. Thôi mau vô ăn cơm đi em, đừng để mẹ chờ. Tôi vô cùng thắc mắc lý do Thiện xin nghỉ, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ suy đoán linh tinh mà thôi. Ăn xong cơm trưa, tôi để xe ở nhà mẹ. Thiện chở cả hai mẹ con tôi trở về nhà. Trên đường Thiện mới nói rõ với tôi. Ngày mai anh đưa em và con về nhà nội nhé. Tôi giật mình đánh thót một cái. Từ lúc sinh Tú đến nay đã khoảng hơn 2 năm. Tôi chưa từng trở lại nhà của ba mẹ Thiện lần nào. Cái ngày Thiện dẫn tôi về ra mắt gia đình đã trở thành ám ảnh tôi, khiến tôi luôn cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với bà Hạ, mẹ của Thiện. Ông Nghĩa thì ngồi trầm ngâm với ánh mắt lạnh lùng. Bà Hạ thì quát mắng, đòi sống đòi chết nếu Thiện không chịu cưới cô gái tên là Nhi kia. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rất sâu sắc và dữ dằn của bà Hạ. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Bà Hạ cho rằng Thiện đã bị tôi bỏ bùa mê thuốc lú nên mới trở nên mê muội, cãi cha cãi mẹ mà đòi cưới tôi cho bằng được. Anh, có chuyện gì? Sao lần này anh lại muốn trở về nhà? Chẳng phải ba mẹ anh không chấp nhận chúng ta và bé Tú sao? Con còn nhỏ, nhớ có chuyện gì lại làm nó sợ hãi. Xe dừng trước ngôi nhà cấp 4 quen thuộc của hai vợ chồng. Thiện quay lại nhìn vợ dịu dàng nói. Anh đảm bảo với em, ông bà sẽ không có bất kỳ thái độ khó chịu nào đâu. Lần này anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, không để cho mẹ con em phải chịu ấm ức nữa. Em Tú cũng đã lớn rồi, chúng ta cũng phải làm đám cưới, thông báo đến bà con họ hàng hai bên cho đàng hoàng chứ. Tôi do dự, không biết sao Thiện lại tự tin đến như vậy. Đám cưới cũng chỉ là hình thức thôi, đối với em chỉ cần anh và con là đủ. Em nói cái gì vậy? Anh hứa với em thì anh sẽ làm được, đừng lo chuyện bên nhà anh. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm hẳn. Có linh cảm Thiện đang giấu giếm tôi, trao đổi điều kiện gì đó với ông bà gia đình anh. Sáng hôm sau, Thiện chạy xe chở hai mẹ con tôi đến nhà bố mẹ anh. Nhà của mẹ Thiện là căn nhà 2 tầng rất nổi bật, nhìn từ xa đã có thể nhận ra. Dù qua bao nhiêu năm, tôi không bao giờ có thể quên được. Bà Hạ và ông Nghĩa ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Nhìn thấy một nhà 3 người của con trai bước vào thì nhướng cái mày lên. Lúc ông Nghĩa quyết định gọi điện thoại cho con trai thì ông đã hứa với Thiện không gây khó dễ cho tôi nữa. Tôi thì không hề biết rằng điều kiện trao đổi là Thiện sẽ hiến máu cho Nhi, xem như là món nợ ân tình trước kia Nhi đã từng cứu mạng anh. Coi như không nợ nần gì nhà bên đấy nữa thì chuyện hôn ước cũng sẽ xóa bỏ. Anh chị đến rồi đấy à? Mau ngồi xuống đi. Tôi cúi đầu chào cha mẹ chồng, ôm Tú ngồi xuống, chống ngực đập thình thịch, mồ hôi tay cứ rịn ra. Người giúp việc mang trà bánh lên, Tú cứ đòi mãi, nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà lấy cho con ăn. Tú, con ngoan nào, khi nào về nhà rồi thì mẹ cho con ăn nhá. Bà Hạ nhìn đứa bé mũm mĩm xinh xắn giống Thiện như một khuôn đúc ra thì nảy sinh một thứ tình cảm khó hiểu. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cháu nội của mình từ lúc bà tuyên bố từ mặt con trai nếu Thiện dám cãi lời cha mẹ. Tú đang tuổi hiếu động không chịu ngồi yên, cứ ngọ ngoại tay chân liên hồi. Mấy túi bánh màu xanh màu đỏ bắt mắt trên bàn đã thu hút. Sang đây bà lấy bánh cho cháu ăn. Bà Hạ cầm một túi bánh đưa về phía Tú. Ánh mắt con bé sáng rực lên, nhưng cả người vẫn bị tôi giữ chặt. Kìa mẹ, mẹ. Thiện quay sang nhìn tôi nhỏ giọng. Em cho con sang bà ẵm đi. Tôi đặt Tú xuống đất, con bé ngay lập tức chạy ùa đến xà vào lòng bà Hạ, không một chút sợ hãi. Bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy túi bánh trên tay bà. Bà ơi bà. Tú dương đôi mắt tròn xoe nhìn bà Hạ, còn dụi đầu vào người bà, những sợi tóc mây mềm mại cọ cọ vào gương mặt bà Hạ nữa. Ngoan, ngoan lắm. Con bé tên là gì? Bà Hạ vuốt tóc, Tú âu yếm, ngước mắt lên hỏi tôi. Dạ, con bé tên là Cẩm Tú. Tôi rụt rè trả lời mẹ chồng.
Ông Nghĩa trầm ngâm nãy giờ, đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Ba mẹ xem ngày rồi. Tháng sau á, ngày 12 là ngày tốt. Tổ chức lễ cưới vào ngày đó thì cũng được. Cho tới khi về đến nhà, tôi vẫn nghĩ mình đang ở mơ. Thái độ của ba mẹ chồng cùng những lời ông bà nói cứ như là của người khác vậy. Nhưng Thiện lại khẳng định với tôi là thật. Ba mẹ anh sẽ sang nhà tôi vào mấy ngày tới để bàn chuyện cưới hỏi. Sáng hôm sau, vẫn còn trong kỳ nghỉ phép, nhưng Thiện đã đi đâu đó từ sớm. Tôi chỉ nghĩ anh có hẹn công việc như mọi khi thôi, cho đến khi nhận được điện thoại của Như, cô bạn thân đang làm điều dưỡng ở bệnh viện quận. Này này Cúc, mình bảo này, sáng nay mình vừa thấy chồng cậu đi vào viện với một cô gái lạ lắm. Cậu đến xem thế nào đi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, ngay lập tức chạy ra đến bệnh viện. Thiện vừa từ trong phòng lấy máu đi ra, nhìn thấy tôi thì giật mình kinh ngạc. Ơ Cúc, sao em lại tới đây? Còn anh tới đây làm gì? Cô gái đi cùng anh là ai? Anh đã hứa hẹn gì với ba mẹ anh để ông bà cho chúng ta làm đám cưới thế? Tôi hỏi một tràng dài, sau đó khẽ cau mày. Đó là biểu hiện mỗi khi tôi tức giận. Tôi làm giáo viên tiểu học nên tính tình ít nhiều cũng điềm đạm, nhất là chốn đông người. Tôi chẳng bao giờ nổi nóng hay la hét ầm ĩ cả. Thiện kéo tay tôi ra bên ngoài hành lang của bệnh viện, nhanh chóng giải thích. Anh biết, nhưng em đừng giận. Đúng là anh có hứa với ba mẹ một việc, nhưng đó cũng là cái chuyện anh nên làm. Lúc trước, anh từng bị tai nạn, mất rất nhiều máu, mà máu của anh là nhóm máu hiếm. Cô Nhi đã hiến máu cứu anh một lần, nên bố mẹ anh mới nhất quyết muốn anh kết hôn với cô ấy dù anh không đồng ý. Thế nhưng mà cách đây một năm, em trai của Nhi cũng phát hiện ra bị bệnh thiếu máu. Anh thường xuyên hiến máu cho em ấy vì nguồn máu dự trữ ở bệnh viện khá là khan hiếm. Ba mẹ anh cảm thấy mắc nợ nhà Nhi nên mới muốn anh giúp nốt một lần này trước khi em ấy được đưa sang nước ngoài điều trị. Thật vậy sao? Anh không còn gì giấu giếm nữa chứ? Tôi biết việc nhà Thiện ép anh kết hôn với Nhi, nhưng nguyên nhân đằng sau đó thì Thiện chưa từng nói rõ. Ừ, đó chính là điều kiện trao đổi của ông bà. Ngoài ra, anh không có gì giấu giếm em nữa cả. Tôi nhìn cánh tay bị lấy máu đen bầm tím của Thiện, quên cả tức giận, xót xa nói. Thôi mình về thôi anh, lát nữa còn sang nhà bà ngoại đó mé Tú nữa. Ừ, về nhà thôi. Thiện nắm chặt lấy tay tôi, cả hai cùng sóng bước trên hành lang đông đúc. Dưới hàng hoàng lan thẳng tắp, những bóng nắng nhảy nhót phủ cái thứ ánh sáng ấm áp lên khắp những cành cây và tán lá.